Sống trong sự thấp thỏm, lo sợ, đó là tình trạng của nhiều người dân trên tuyến đường Lam Sơn ở phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây, khi liên tục có những viên bi sắt như thế này không rõ từ đâu rơi xuống. Theo thông tin từ người dân, những viên bi sắt xuất hiện khoảng 2 tháng nay, rơi vào nhiều thời điểm trong ngày, đặc biệt là buổi trưa và buổi chiều. Thậm chí có khi làm hỏng cửa kính nhà dân. Bắn nhiều mưa rồi, bắn nhiều đó. Nói chung là người dân đây người ta rất là sợ. Và khi mà mới vỡ kính xe ô tô, lúc đó người ta mới biết là nguy hiểm. Nói chung là người xung quanh ở đây người ta rất là sợ, rất là lo lắng về những viên bi mà rơi vào chúng con nít. Nói chung là rất là lo sợ nhiều. Bi sắt là nó bắn từ trước Tết tới giờ. Từ tháng 1 tới giờ luôn. Có ngày thì nói chung là khoảng 20 viên, còn có những ngày mà rải đạn từ sáng đến chiều thì nhiều lắm. Thường thường là cứ bắn lên nóc nhà dân rồi bắn trúng tùm lum hết, nói chung là cứ trúng nhà dân, trúng xuống đường nữa. 2 ngày là nhặt được khoảng 140 viên đó, 2 ngày thôi đó. Mà 140 viên thì bi nó cứ khoảng đầu đũa. Các viên bi có kích thước khoảng bằng đầu đũa và rơi với lực rất mạnh. Khu vực nhà dân bị bi sắt bắn chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 1 km. Khu vực này là nơi sinh sống cũng như diễn ra nhiều hoạt động kinh doanh của người dân. Người dân đã trình báo với cơ quan chức năng do nộp số bi đã thu nhặt được và mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Cá nhân chị mấy dân ở đây là bây giờ là không nói đến tài sản nữa, tại vì tài sản là bây giờ là đã bị hư hại rồi. Bây giờ là lo đến tính mạng, tại vì cái lực bắn ngày càng mạnh. Mà mạnh như vậy chỉ cần trúng đầu hay là trúng gì là thành án mạng luôn. Mong muốn các cơ quan chức năng là sớm tìm ra, tại vì chị thấy là hai hôm nay đã rất là tích cực nhưng mà nó vẫn bắn, tức là nó thách thức luôn. Cho nên là người dân rất là lo, sáng nay 7 giờ sáng là khi nó bắn là dậy hết. Hiện tại công an phường 2 quận Tân Bình đã vào cuộc và đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc. Thời gian này, người dân cần nêu cao cảnh giác để tránh nguy hiểm có thể xảy ra.